của cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bài kiện của em Nhi ha, ở Vĩnh Thành Chợ Lách Bến Tre, để em Nhi quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mini mai giống mai mini ha cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị mình sưu tầm mình cho Tết năm 2025 ha, giá cực kỳ yêu thương luôn cô chú anh chị. Nhị Ngọc Tàu này xô mình lại đâu cô chú anh chị ha. Rồi không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn em Nhi, để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Rồi, em chào anh, chào Nhi ha. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đã xem kênh ạ. À, không ai trả lời kênh, em xin lâu cô chú anh chị lâu mai giống nha, cũng mong cô chú anh chị xem được kênh ủng hộ em ạ. Vô clip hôm nay mã số 21 phát lòng cây Nhị Ngọc Tàu nha. Rồi. Quành mình được 13, cao 36, tái ngang được 341. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 130.000 thôi nha. Rồi, 130 ha. Rồi tiếp theo cây mã số 22 hát một cây Nhị Ngọc Tàu nữa nha. Rồi cái tàn quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Quành được 12, cao 32, tái ngang được 42. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa giá 150.000 thôi nha. Rồi một cây cũng bao ship luôn nha cô chú anh chị mình. Rồi tiếp theo cây mã số 23H, một cây siêu bông mình lại. Dạ. Siêu bông mình lại. Quanh được 12, cao 29, tái ngang được 40. Rồi cái này em để cho chú anh chị gần xa mình giá 130 nha. Rồi đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 24H, một cây siêu bông mình lại nha. Rồi cái tàn quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Quanh 12, cao 36, tái ngang 42. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 150. Ủa 88 nha cô chú anh chị. Rồi 180.000 ha. Rồi tiếp theo cây mã số 25 ha. Một cây Nhị Ngọc Tàu nha. Rồi cây tàn đẹp lắm nha cô chú anh chị. Có cũ. Cái tàn rất là đẹp ha. Thông số luôn đi em. Quanh được 16, cao 40, tái ngang được 40. Rồi cái này để 150 nha cô chú anh chị. Rồi đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 26 ha. Rồi. Một cây Nhị Ngọc Tàu nữa nha. Cái tàn rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Quanh được 13, rồi. Cao 41, cái này được 51. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 180.000. Rồi 180 ha. Rồi tiếp theo cây mã số 27 ha. Rồi. Một cái siêu bông mình lại. Thông số rồi. Quanh được 12, cao 36, tới ngang 45. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa giá 150. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 28 ha, một cái Nhị Ngọc Tàu. Rồi, thông số luôn đi em ha. Quanh được 13, cao 38, tới ngang 44. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa giá 180.000 nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 29 ha, một cái siêu bông bình lợi. Rồi, cái này cái tàn rất là đẹp nha cô chú anh chị ha, tàn tạo. Quanh 11, cao 36, tới ngang 38. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 150. Rồi, 150.000 bao ship luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 30 ha. 30 ha một cái siêu bông bình lợi nha. Rồi cái tàn rất là đẹp nha. Quanh 11. Rồi. Cao 40, tới ngang 39. Rồi. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 180.000 nha. Và rồi. Cũng là cây cua clip của em nha cô chú anh chị. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ủng hộ trong thời gian qua, cũng rất mong cô chú anh chị sẽ được cái nào ủng hộ nha. Em xin chào và gặp lại. Rồi muốn thay mặt cho kênh cũng như em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ. À.